Em mà để phương trình có chính nghiệm luôn à. Chính nghiệm rồi, đặt cái hàm gx, mình sẽ vẽ bảng thiên của cái hàm gx bằng s của x, x trừ 3 bình thì này nhân phối hết vô là ra hết mũ 3 trừ 6 bình cộng 9 x nha. Đó vậy rồi g phẩy g phẩy f phẩy u là này đạo hàm, thì đạo hàm là 3 x bình trừ 12x cộng 9 nhân f phẩy của 3 trừ 6 bình cộng 9x. Rồi cái này bằng 0, g phẩy bằng 0 thì cái này bằng 0, cái bằng 0 thì mình có x bằng 1 bằng 3, còn cái này f phẩy bằng 0, f phẩy bằng 0 ở đây ha, cực trị cái này chỗ này hai cực trị. Vậy f phải bằng 0 thì mình sẽ có là x mũ 3 trừ 6x bình cộng 9x bằng chỗ này là 1, chỗ này là 3. Đó. Vậy mình có x bằng 1, bằng 3. Ở dưới đây là bấm máy tính ha. Máy tính mình ra khá nhiều nghiệm ha. Rồi, này chứ, dưới này 3,8 1,6, này gần đúng nha, 5, cộng này sẽ là 0,12, 3,5, 2,4. Ok, mình có tổng cộng là 8 nghiệm luôn, không? G phẩy G nghiệm luôn, nghiệm để coi nghiệm nào là nhỏ nhất. À mình chạy từ 0 tới 4 thôi, chạy từ 0 tới 4 nha mọi người, 0 tới 4 thôi. 0 4 thì coi, 0 4 thì trời, mấy nghiệm này nằm trong khoảng 0 4 hết luôn á ha. 0,12 trước nè, 0,5 nè, thì đến 1 nè, thì đến 1,6 này, rồi đến 2,4, rồi đến 3, rồi đến 3,8 đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nghiệm, còn nghiệm nữa, 3,5 nữa, có nhiều nghiệm không? Rồi, dấu thì lúc nào cũng cộng đây, trừ, cộng, trừ, cộng, trừ, trừ sáu bảy tám. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tính x bằng 1 đi, 1 tính g1 đi, theo đây nha, g1 theo đây là bằng f của 1, theo đây là f4 ha, f4 ở đây 4, x bằng 4 thì cái này nó 4 luôn. Cái này G3. G3 theo đây, và là F0 ha. F0 bằng 0. Rồi, mấy cái này là chung G hết nha. Mấy cái này chính là G của đây, G của 1. Mà G của 1 là 4. Ba cái này chung G hết. Ba cái này là từ số 3 này ra, tức là G3. G3 thì F0 á. F3 theo đây, F3 ở đây là F0, F0 bằng 0 luôn em, F0 luôn. Rồi, ok, rồi mình lấy đây, F0, F0 là 0 nè, 0, 0,12, 0,12 đây, lên 4, 0,5, 5 dưới đây, xuống 0, 1, 1 trên đây, lên 4, 0,6, 6 dưới đây xuống 0, 2,4, 2,4 nằm đây lên 4, 3, 3 trên đây 0, rồi 3,5 là đây lên 4 lại, rồi 3,8, 3,8 dưới đây xuống 0,
còn 4 g 4 x bằng 4 x 4 thế vô đây là cũng là 4 4 vô đây là 1 4 là f4 là 4 luôn. Đó. Rồi như vậy thì mình giải m bằng gx chính nghiệm khi nào đây nghiệm đây chính nghiệm luôn làm đây luôn 1 nghiệm 2 3 4 5 6 7 9 vậy thì m của mình giải được 0 4 này. Vậy thì m bằng 1 2 3 là của D.